Chào anh chị, hiện giờ là 10 giờ ngày 19 tháng 2. Tôi đang ở trong một quán cà phê. Xin lỗi về sự bất tiện này. Có nhiều tạp âm, sự ồn ào, nhưng rất đời. Rất đời như câu chuyện mà chúng tôi sẽ trao đổi với anh chị hôm nay. Cam làm sao chua hơn khế được. Đó cũng là câu nói của ông Nam Cam. Mới bạn bè, khi báo Thanh Niên do anh Nguyễn Công Khế, do ông Nguyễn Công Khế làm tổng biên tập, có loạt bài tấn công vào Nam Cam, cũng là một trong những nguyên nhân đưa ông Nam Cam vào tù. Lúc đó có tin đồn Nam Cam sẽ tấn công cá nhân anh Khế, cá nhân ông Khế và tòa soạn báo Thanh Niên. Nhưng tôi nghĩ ông Nam Cam không bao giờ thực hiện cái hành vi thiếu khôn ngoan đó, trái ngược với phong cách thương lượng và không tấn công vào các cơ quan nhà nước, những người nổi tiếng, nhất là giới nhà báo. Thái độ của ông Nam Cam rất lạ, ông im lặng trước mọi câu hỏi và ông chỉ nói với một số người rằng tội của tôi, tội của anh cờ bạc thì đi tù vài năm thì về. Anh có và vài người bạn có mở một bệnh viện dự định bằng cải tới bần, đi tù xong về đời thì anh cũng có chỗ để làm việc và dưỡng lão. Nhưng cuộc chơi lớn hơn dự định của ông Nam Cam rất nhiều, và người ta không chỉ tính sổ Nam Cam mà còn nhiều người lớn hơn. Cuộc đời này thật ra là một sân khấu, và với một số người họ không thể tự quyết định được cuộc đời mình. Ra sân khấu nhưng kịch bản của cuộc đời nó dữ dội hơn nghệ thuật rất nhiều. Có vẻ như cuộc sống là một hình phim mà những gì chúng ta đối xử với người khác ngày hôm qua nó sẽ lặp lại với chính chúng ta ở ngày mai. Lý giải việc ông Nguyễn Công Khế rất kiên quyết trong vụ Nam Cam, người ta nói rằng ở Sài Gòn lúc đó có một tiệm cắt tóc rất đẹp, rất nổi tiếng và rất đắt trên đường Hàm Nghi của bà Tê làm chủ. Nó có một cái chi tiết rất thú vị như thế này: hồi đó Sài Gòn rất ít người đẹp có danh hiệu, quanh đi điểm lại thì cũng có vài người: hoa hậu Lý Thu Thảo, hoa hậu Kiều Khanh, hậu Dương Nữ Minh Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh, người mẫu La Kim Phượng, nhân dân và nhân dân không nhiều như hiện nay. Nhưng Sài Gòn có những người đẹp dân gian, đẹp tự nhiên rất khủng khiếp: Siêu Đình Đổ Quán, Viên Thành Đổ Nước. Trong đó có một cô thợ cắt tóc ở tiệm G đó, tôi tạm gọi như thế thôi. Ông Năm rất thích cô này, và mỗi lần đến đó thì cô này có nhiệm vụ là làm một móng tay, móng chân cho ông, cũng như ngồi nói chuyện thôi. Thì hôm đó ông Năm Cam đến và có một người khác rất quan trọng đã đến trước, và cô đó phục vụ người đó. Theo thông thường khi ông Năm Cam đến thì dù cô đó có bận cách mấy cũng phải tiếp ông, nhưng này thì không được, bởi người kia rất quan trọng. Năm Cam rất giận dữ và điện thoại trách móc bà chủ. Bà chủ quá sợ bèn nói lại vị quan chức đó, vị quan chức đó cũng đùng đùng có giận ra về.
sau đó thì vị công chức đó nói với số nhà báo về sự kiêu hãnh của ông Nam Cam. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh Nguyễn Công Kế và bác thanh niên bức xúc trước băng nhóm Nam Cam. Tôi có hỏi ông Nam Cam về chi tiết này thì ông nói không hề có, không hề có. Anh chỉ gặp anh Nguyễn Công Kế hai lần. Lần thứ nhất là khi đi một tiệc cưới, anh Kế ngồi với anh Quỳnh Phi Long. Anh Quỳnh Phi Long thì quen với anh và gọi anh đến chào anh Kế. Anh đến chào và anh Kế đối xử với anh rất lịch sự. Lần thứ hai, anh đang đi bộ tập thể dục trong công viên Tao Đàn thì gặp anh Kế, mà anh cũng chào hỏi anh Kế. Anh Kế cũng trả lời rất lịch sự. Bản thân anh và anh Kế không có mâu thuẫn gì. Anh nghĩ bác thanh niên mà có ý tưởng hoặc là mục đích riêng của họ không thù quán gì cá nhân anh, bởi vì cá nhân anh cũng không gây mâu thuẫn và chưa hề có hành động nào đối với các xấu với những anh em ở báo thanh niên. Tôi hỏi anh Hà Thạch Hãn, anh Đoàn Thạch Hãn, xin lỗi, anh Đoàn Thạch Hãn, anh Thảo Ma về chi tiết này thì họ đều xác nhận như vậy. Tôi hỏi cả chủ tiệm cắt tóc đó thì chủ tiệm cắt tóc đó cũng nói không hề có những chuyện như như đồn đồn đãi. Có nghĩa là tổng biên tập Nguyễn Công Kế và báo Thanh Niên đăng loạt bài rất kiên quyết về ông Nam Cam là do tôn chỉ mục đích và lý tưởng của họ chứ không phải là thù oán cá nhân. Và ông Nam Cam cùng với gia đình cũng hiểu như vậy và chấp nhận tất cả chứ không hề có một hành động gây hấn nào hoặc là nuôi thù chuốc oán lâu dài. Anh Nguyễn Công Kế là một tổng biên tập rất kiên quyết. Báo Thanh Niên lúc đó đã không có mục tiêu thì thôi, thực hiện tôn chỉ mục đích. Và khi có một vấn đề, một con người họ cho là tiêu cực thì họ sẽ đi đến cùng sự việc. Và tôi thấy những anh em ở Báo Thanh Niên khi viết bài trong giai đoạn đó cũng rất kiên quyết, mà có vẻ như họ không biết sợ là gì, để vì cái bóng của anh Nguyễn Công Kế quá lớn. Sau này anh Nguyễn Công Kế rời Báo Thanh Niên và về làm chủ tịch một tập đoàn truyền thông. Tính tình của anh cũng thay đổi rất nhiều, mang phong cách một doanh nhân chứ không phải là một quan chức, một nhà báo nữa. Đối xử với anh em hài hòa. Tôi không biết anh Nguyễn Công Kế lãnh đạo Báo Thanh Niên như thế nào, rồi tôi chưa từng làm ở Báo Thanh Niên ngày nào. Nhưng tôi thấy những người nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội như anh Hoàng Hải Vân, anh Trần Đình Thu đã từng công tác Báo Thanh Niên, khi nhắc về anh Nguyễn Công Kế, ông Nguyễn Công Kế luôn có thái độ tôn trọng, kể cả một người không biết sợ ai là gì như nhà báo Hữu Phú, khi nhắc về anh Nguyễn Công Kế cũng rất thân thiện. Mà có vẻ như đến hôm nay thì những lời mình cú điện thoại của anh Nguyễn Công Kế đối với những người đó vẫn có, và nhiều người nữa vẫn có hiệu lực. Về anh Nguyễn Công Kế, tôi chỉ có thể nói đến như vậy. Có một câu chuyện tôi muốn mở rộng ra thêm là trước diễn biến đốt lò rất khốc liệt như hiện nay, chúng ta thấy có những tín hiệu rất lạ từ những tài khoản và fanpage ở hải ngoại.
cái vụ như thời gian ở đây họ đang tên một giấc mơ, một giấc mơ bắt ai đó. Tôi cho rằng khả năng câu view là rất thấp, bởi lẽ bản thân những tài khoản này đã có số lượng người follow rất lớn. Có thể đó là sự nói về thông tin từ trong nước, cũng giống như chuyện của những lần trước biển số xanh của Trịnh Xuân Thanh lăn bánh ở Cần Thơ, biển số không đăng kiểm của ông Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng, nhiều tin tức khác. Cuộc đời này rất lạ, có những người họ không quyết định được số phận của mình mà do sự ngẫu nhiên hoặc do sự sắp xếp của một vài người nào đó rất quan trọng. Có một slogan trong một phim Mỹ mà tôi rất thích, một ông trùm mafia: chúng tôi không tạo ra cơ hội, không dàn dựng cơ hội, nhưng khi cơ hội đến, chúng tôi không bỏ qua. Có nghĩa là đôi khi chúng ta sống chết tù tội hay an nhiên tự tại là do tùy hứng hoặc quyết tâm của người nào đó. Chào các anh chị.